không, thức uống hoàn hảo dành cho ngày hè không chỉ là phụ thuộc vào độ ngon, giải khát nhanh và hương vị sảng khoái mà còn phải chứa rất là nhiều vitamin cũng như là khoáng chất, đặc biệt là phải là ít đường để các bạn có thể kiểm soát được cân nặng của bản thân mình nữa. Đúng vậy, và bạn hoàn toàn có thể trổ tài sáng tạo vô tận để đi qua một mùa hè năng động, khỏe mạnh và đầy hứng khởi cùng với các công thức pha chế và nguyên liệu chính là từ Phyto Powder của Nutrilite. Vậy thì các bạn hãy cùng Jun bắt tay vào làm ngay nha. Ok. Jun tin rằng có hàng triệu công thức chế biến món uống hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn nữa từ Phyto Powder mà chúng ta chưa kịp khám phá. Vậy làm sao đây? Câu trả lời chỉ có thể đến từ các nhà phân phối của công ty Amway Việt Nam cùng với sản phẩm Phyto Powder mà thôi. Đúng rồi em ạ, mình cùng nhau tham gia cuộc thi thử thách pha chế sáng tạo cùng Phyto Powder đi. Cũng khủng hết đó nha, mấy pha chế nó bền lóc nè, rồi các sản phẩm lẻ của Nutrilite. Quan trọng nhất, em sẽ có cơ hội để nhận được bao giờ 4 triệu đồng để mua Nutrilite nữa. Wow, còn cần chờ nữa, chúng ta cùng nhau đi. Khoan đã, chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 và kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2017. Chị em mình cùng nhau căn cứ một vài món để đi ha. Bước 1. Sáng tạo ngay một hoặc nhiều thức uống giàu dinh dưỡng, lành mạnh, giải khát. Chú ý, nêu rõ ưu điểm của thức uống và cách dùng khi nào ở đâu. Bước 2. Pha chế và đăng tải hình ảnh, công thức và nội dung liên quan qua đường link bit.ly/phytopowder/hè tràn hứng khởi. Bước 3. Đặt tên cho thức uống phù hợp với tinh thần của cuộc thi, ấn tượng, dễ nhớ. Bước 4. Đăng kèm 2 hashtag, #phytopowder, #hè tràn hứng khởi. Và bước 5. Tag ít nhất 5 người bạn vào post và mời họ cùng tham gia chương trình. Thông qua cuộc thi này, các nhà phân phối còn có thể đẩy mạnh kinh doanh của mình cùng với Phyto Powder trong dịp hè này. Kết quả sẽ được đăng tải ở đâu và lúc nào? Các kết quả của những bài thi được đăng tải vào tuần này sẽ được công bố vào ngày làm việc cuối cùng của tuần tiếp theo trên trang Facebook của Nutrilite. Vậy ban giám khảo là ai, có khó tính không vậy chị? Anh là một trong những giám khảo của cuộc thi Hoàng tử bánh tây Jun Lucas và là tác giả của cuốn sách rất được yêu thích Những ngón tay vani, đồng thời giữ vị trí chủ sĩ của các chương trình truyền hình ẩm thực trẻ trung. Ê, khoan, em đi đâu đấy? Lo gom người về chuẩn bị những món ngon, đẹp và lạ mắt nữa. Chúng ta cùng nhau đi chị ơi, nhanh lên.